Là trường đại học trẻ có tốc độ phát triển nhanh, trường đại học Phoenicia hiện nay trở thành một trong những trường đại học sở hữu chất lượng đào tạo theo hướng quốc tế và đội ngũ giảng viên thành tích nghiên cứu khoa học top đầu trong hệ thống trường tư thục của nước ta. Với 4 hình thức tuyển sinh, năm 2024, trường tăng 3.500 chỉ tiêu so với năm 2023 và mở thêm 15 ngành học mới. Năm 2024, trường Đại học Phoenicia có chỉ tiêu tuyển hơn 11.200 thí sinh cho tổng số 55 ngành đào tạo chính quy. Đây đều là những ngành có nhu cầu nhân lực cao như cơ điện tử, ô tô, công nghệ, thông tin Việt-Nhật, tiếng Trung, du lịch, quản trị khách sạn, logistics hay nhóm ngành thuộc khối khoa học sức khỏe. Nhà trường xét tuyển dựa trên 4 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, xét học bạ trung học phổ thông và xét tuyển dựa vào bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Là trường đại học đa ngành đạt chuẩn kiểm định quốc tế với chiến lược phát triển theo hướng đại học trải nghiệm đổi mới sáng tạo, trường luôn có khuyến khích tư duy sáng tạo và phát huy tiềm năng của giảng viên sinh viên bằng nhiều hình thức. Hiện 70% cán bộ giảng viên của trường có trình độ tiến sĩ, 20% có học hàm giáo sư, phó giáo sư. Cùng với đó, trường chú trọng xây dựng nhiều chính sách ưu việt cùng cơ sở nghiên cứu hiện đại, chính sách học bổng đa dạng, tạo môi trường học tập chuyên sâu và truyền cảm hứng cho sinh viên. Chúng tôi sẽ chú trọng đến cái ngành hiện nay nó đang có rất là nhiều có những cái gọi nhu cầu từ nhu cầu xã hội này, tiếp theo từ những cái chiến lược phát triển của nhà nước, ví dụ như ngành bán dẫn, kinh doanh số, rồi kinh tế số, marketing, những cái ngành mà liên quan ngành y học khoa sức khỏe, ví dụ như là ngành quản lý bệnh viện, ngành y học dân tộc cổ truyền, hay là ứng dụng những công nghệ thông tin hay là ứng dụng công nghệ cao trong ngành y. Một cái điều rất là quan trọng đó là đầu tiên đội ngũ thì chúng tôi cũng mời và tuyển dụng thêm những thầy cô giáo giỏi từ nước ngoài về hoặc từ trong những cái trường học hoặc những cơ sở có uy tín. Tiếp theo chúng tôi cũng tuyển dụng những cái đội ngũ, những cái thầy cô mà có kinh nghiệm, chuyên gia mà sống thuộc doanh nghiệp. Bên cạnh cái về cơ sở vật chất thì chúng tôi cũng đầu tư những cái trang thiết bị thí nghiệm để phục vụ để đảm bảo đầy đủ cho những cái phần các trình đào tạo mà mới mở thêm.